thể mua công cụ hack camera phòng ngủ. Công cụ hack được giao bán trên trang web ngầm, chuyên dùng để đột nhập camera Amazon có thiết lập kém an toàn. Về cơ bản, chúng cho phép kẻ xấu có thể nghe và xem hình ảnh camera phòng ngủ của bất cứ gia đình nào. Vụ việc gần đây liên quan tới Amazon Zing đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Một bà mẹ tại bang Tennessee mua camera hạ giá ngày Black Friday rồi lắp trong phòng ngủ con gái 8 tuổi. Kẻ xấu đã đột nhập vào camera rồi nói chuyện với bé gái rằng mình là ông già Noel. Tên này thậm chí còn phát nhạc phim kinh dị qua loa camera. Người mẹ trẻ suýt ngất khi xem lại hình ảnh gây sốc này. Tờ Motorbot cho biết, kẻ xấu có thể dễ dàng mua công cụ hack camera dinh chỉ với vài đô la Mỹ. Phần mềm này được giao bán 8 đô la Mỹ. Công cụ dinh video Double config được đảm bảo có thể đột nhập vào bất cứ camera dinh nào. Trong khi đó, hãng sản xuất camera dinh do Amazon sở hữu bác bỏ cáo buộc đây là lỗ hổng từ nhà sản xuất. Công ty này cho biết sở dĩ tin tặc có thể dễ dàng đột nhập vào camera là do người dùng vẫn để ở thiết lập an ninh cơ bản. Dinh yêu cầu sử dụng phương pháp định danh hai bước để nâng cao an toàn. Hãng này đang điều tra vụ việc tại Tennessee với dấu hiệu cho thấy người dùng đã sử dụng thiết lập an toàn mặc định.